Clip này em Tuấn sẽ lên cho bác một con máy mới về, chưa dọn một, chưa động vào dọn hoặc dẹp cái gì cả, chưa lau dọn. Nếu mà lau dọn thì nó sẽ bóng loáng hết cái này, nó không còn cái bụi lông này đâu. Chưa lau dọn gì bác nhé. Và riêng con này thì báo cáo các bác là con này các bác cũng đã xem trên kênh của em Tuấn giới thiệu khá nhiều rồi. Con này con Dell 5285, chip Core i5, chip Core i5 nhưng đầu 7 7200U, RAM 8GB, bộ nhớ ổ cứng 128GB SSD. Con này bây giờ các bác đến với các bác giá quá mềm luôn ạ, 4.899.000 một con máy tính 2 trong 1. 2 trong 1 là gì? Nó vừa làm máy tính, vừa làm iPad được, vừa làm laptop, 3 trong 1 luôn này. Anh nhìn nhá, nó chỉ cần đỡ này. Chưa lau dọn luôn nhá. Này. Đỡ cái mảnh ra này. Đấy, sau bác lật lên. Còn lau dọn thì nó còn sạch đẹp nữa, được chưa? Đây này. Nếu mà lau dọn rồi thì trên trên cái bàn phím này. Đây bác nhìn nhá. Lau dọn rồi thì trên cái bàn phím này nó không bao giờ còn Tôi cái vết. sẽ xem lên cái món gì cho bác được. Đấy, từ đợi tí quá nhá. Đấy. Nó sẽ không còn cái vết vết hằn bàn phím ở trên này đâu, có nhìn chưa? Nếu lau dọn thì không bao giờ nó còn vết hằn bàn phím. Đây là vết hằn bàn phím này để lâu. Cái màn hình này là cái vết này là vết vết tay bẩn này, lau này. Đấy, lau đi nó sẽ hết. Lúc nữa tôi sẽ lau cho bác, được chưa? Con màn hình này là màn hình gương và có thể nhấc này, nhấc rời luôn ra, có nhìn chưa? Cái này nó vừa rơi là nhiều bác lại bảo rơi cái gì đấy, không phải đâu nhé, rơi cái khe chọc sim điện thoại, giật cả mình. Đấy, bác nhìn chưa? Có thể nhấc rời máy và thành một cái iPad luôn. Con này là 2 trong 1, mức giá 4.899.000. Đấy, giờ em Tuấn khởi động cho bác. Riêng con này thì phải nói luôn là tất cả trong một, được chưa? Chưa kết nối wifi. Đấy, để em kết nối wifi luôn cho bác. Kết nối wifi em chỉ ghê nhất là khi mình ghê nhất là mình khi mình mở bác. Khi mình mở là nó có bản quyền đấy. Nó dính bản quyền ở đây. Bản cây đấy. 1 2 3 4 5 6 7. Nó bị bản quyền là cái vô tình mà nó vào một cái bản nhạc nào nó bị bản quyền đấy là thôi, là quay lại mất công mình nói đấy bác. Đấy, nó nhảy luôn, có mạng nó chạy luôn này. Đợi tí, bởi vì nó vừa mở mạng nó loát, nó sẽ phải một lúc. Bởi vì cái máy này nó để nó bị đói lắm rồi. Nó bị đói là tất cả các phần mềm ứng dụng hay cái gì đấy nó đều cần internet từ lâu rồi. Bây giờ mới về, bây giờ được mực cài mở lên. Nó nhìn chưa? Đấy nhá. Cái này nó quay như này, nó không phải là do máy yếu hay máy gì cả. Đây này, nếu máy yếu thì mình không thể tắt được như này đâu, máy đơ thì không thể tắt được đâu đấy, mình không thể vào như này đâu nếu máy đơ, đúng không? Máy đơ mình không thể kiểm tra mình vào nhanh như này được. Mà nó quay như vậy là do tốc độ mạng, nhà mạng bị treo, được chưa? Em chuyển sang một cái khác nhé. Đấy, nó có những cái đường dẫn, đường link nó bị treo nhiều, mạng giờ chán lắm ạ. Không hiểu tại sao bây giờ mạng càng ngày càng chối luôn. Chịu luôn đấy. Này. Đó, có nhìn không? Nó quay nó đưa. Còn bình thường nếu mà máy nó bị kém thì mình không thể tắt được đâu, nó sẽ bị treo máy ngay. Chứ nó không phải để mình mở cho như này được. Nó không phải nó cứ cho mình mở WhatsApp các thứ làm việc bình thường như này được. Đây là máy không treo mà nó đang quay quay, đây là do tốc độ mạng không vào được mạng. Vậy thôi. Không vào được bạn, nó yếu lắm. Đó. Đây em Tuấn mở. À mà hình như con này còn cảm ứng đúng không? Ô, con này còn cảm ứng bác ơi. Đấy, đấy cảm ứng này. Đấy, con này đang chạy bản Win 10 Pro này, cảm ứng luôn này. RAM 8GB. Đang chạy bản Win 10 Pro đấy, bác nhìn nhá, cấu hình nằm hết ở đây luôn. Cho bác đọc luôn cho nó dễ luôn cho em Tuấn đỡ phải giới thiệu nhiều đúng không? Đấy, bác đọc hộ em đi. Chip đúng như em Tuấn đọc lúc đầu chưa? Chip Core i5 7200U, RAM 8GB luôn. Win 10 Pro hai bản. Đấy, con này cảm ứng hết đấy, còn chưa giới thiệu cảm ứng tí lại quên mất. Cảm ứng bác nhá. Cảm ứng luôn ạ. Thì nó cảm ứng. Đây, ví dụ mình tháo bàn phím này ra thì nó sẽ hiện cái bàn phím số bên này cạnh luôn. Bây giờ mình nhấc ra nhá, mình nhấc đi này. Nhấc cái bàn phím này ra. Đấy. Ok chưa? Đây này, nó sẽ ra cái ứng dụng này là ứng dụng của iPad. Đây, bác có thể sử dụng ứng dụng của iPad được, được chưa? Hãy cảm ứng nhé. Nếu như bác không muốn dùng cái ứng dụng iPad thì bác có thể vào cái góc dưới cùng này, nếu bác tích vào đây,
tab này, tablet này, bác tắt cái tablet này đi, tắt lên bộ đèn này, em tắt lên này, em tắt đi cái thì nó lại về win, được chưa? Nhớ nhá, tắt tablet đi, đấy thì nó lại về win bình thường, đúng chưa ạ? Đấy, về win bình thường bây giờ là về win như kiểu một cái máy tính. Còn các bác thích dùng theo chế độ của MacBook thì bác vào vào tablet, bác đánh dấu tablet này vào, đây, đánh dấu vào đây. Đấy thì nó lại sang tablet luôn rồi. Đây, nó lại ra một cái MacBook đấy. Được chưa? Nó là cái mục này, nó dễ. Và khi em tháo bàn phím ra thì hiện tại bây giờ nó đã hiện nổi cái bàn phím đây. Nó hiện nổi bàn phím này để cho mình dùng nó tiện đấy. Bởi vì là khi bàn phím rời mình đã tháo ra khỏi rồi nó sẽ hiện cái bàn phím ảo trên này luôn. Để cho mình gõ thoải mái làm việc rất là tiện lợi, các bác có thể quay nào thì quay, nó tự động quay, được chưa? Nó tự động quay luôn, ok chưa? Đấy, này thế thôi đấy, nó gọi là 3 trong 1 chứ 4 trong 1 được đấy. Giờ mạng đợi một lúc đó, nó loát nó hơi kém nên là em cũng chưa muốn thử đấy, mạng bây giờ lại chán lắm, không biết bây giờ dùng mạng gì cho nó tốt. Mình ở đây mình bán hàng thật nhiều hôm mạng quay phát live trực tiếp nó vất lắm các ạ, khi live trực tiếp ấy nó mạng nó kém quá, chối lắm. Cô quay tít máy thì nó chả trễ thế nào nhưng do mạng. Đấy bác nhìn chưa, giao diện quá đẹp luôn ạ. Đây bác nhá, nhìn này, cảm ứng hết đấy nhá. Ngươi chơi lấy ổ cứng đây đấy, giao diện nó rất là đẹp và sáng luôn. Đấy là về phía trước, còn đây khi em lắp cái này vào thì các bác nhìn này, khi lắp vào bàn phím nó sẽ có nhưng thôi, cái này lắp tí lắp à, dòng này là dòng em đấu giá từ Nhật về nên là nó có cả tiếng Anh và tiếng Nhật bên này luôn, nó có cả tiếng Anh và tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Nhật hết ở đây luôn. À, sóng wifi, sáng tối bàn phím, sáng tối bàn phím, to nhỏ của loa có hết ở đây luôn. Đây ạ, nút home. Đấy, khi mình lắp này mình thích mình đặt vào, còn không mình để ra. Đấy, còn ngoài ra đây phía bên sườn em giới thiệu bên sườn của em nó này. À, bên sườn của em nó thì có một cái nút để vào win nhanh này. Bên trên cùng này là cái nút tắt bật nguồn này. Đấy, còn cả trên cùng này là cả một cái dãy khe, nó có một khe hở nhỏ, các điểm lỗ lỗ này là cái điểm để tản nhiệt, để tản nhiệt cho máy. Còn đây là cái đường cắm micro, đường cắm tai nghe. Còn đây là volume tăng giảm. Còn đây là đường cắm USB. Đây là hai cổng tai C, một cổng để cắm sạc và một cổng để cắm kết nối dữ liệu tốc độ nhanh bây giờ, bởi vì bây giờ tất cả iPhone hay tất cả những điện thoại đời mới đều dùng cổng tai C và đây loa. Phía dưới là đường cáp và tín hiệu để kết nối với bàn phím này, chưa lau bác nhé. Đây con này em còn chưa lau dọn gì chứ, lau dọn nó mới đẹp đấy, chưa lau gì ạ, chưa đấy. Rồi vừa rồi em giới thiệu cho bác của con đây là gọi là con laptop hay là iPad hay laptop cũng được, nó gọi là dòng 3 4 trong 1, nó là model của nó Dell 5285, giá 4.899.000 ngàn. Chào các bạn.